Vâng, xin chào các bác. Cặp loa mà bác khách đã đặt tiền và chờ em ship về thì nay em nó đã về. Cặp loa Yamaha NS1000 monitor đúng cặp 307617R, 307617L cũng như left right. Dạ vâng, một dòng loa kiếm âm rất nổi tiếng của hãng Yamaha. Đặt tiền cách đây 3-4 ngày á bác. Bác thấy cặp kia về thích quá. Liên hệ cho em Chiến thì em đã bán mất rồi thì bác đặt tiền. Thì chờ cặp khác về thì cặp này sáng nay nó về có. Thì cũng đã chụp hình gửi bác rồi, làm video để thông báo cho các bác anh em mình thấy được. Rồi, đây em nói đây các bác. Sở hữu 3 đường tiếng, một bass 30, một mic và một chép dom. Chất tiếng hay, các bác nghe nhạc thể loại nhạc nhanh, nhạc chậm, nhạc pro, Bre 75 hoặc là nhạc vàng rất là hay, nghe những bài ca của Tấn Vũ, Trường Vũ, tiếng bass rất là uy lực. Dòng này thì nó sẽ không có ai canh và nó sẽ được bảo vệ bởi những cái tấm lưới như thế này. Đấy. Nên là trưng bày những cặp này rất là đẹp, các bác nghe hay. Các bác chơi những dòng âm Labioner, Sansui hoặc là dòng Concept Sansui 771, 881 đồ quanh gíp rất tuyệt vời nha. Ở tầm tiền trên 10 triệu thì các bác có thể gíp với con Bioner 939, 949 hoặc là Sansui 771, 881 hoặc là nhầm con set vân vân. Đồ nong gì cũng được, các bác 940V cũng có gíp rất tốt. Và cặp này là chiều nay em gửi hàng cho bác luôn nha. Rồi, thank you và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm bên em, các bác cứ liên hệ trong qua hai số điện thoại phía trên màn hình.